Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay là ngày nghỉ của Dương nha, nên là Dương đi thăm lờ ban ngày. Thì hiện tại thì Dương đặt ở trong sân bay Long Thành 14 cái lờ nha. Thì hôm nay Dương đi thăm rồi quay lại để chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Thì Dương cũng tới cái bãi lờ của Dương đặt rồi, thì Dương sẽ quay ở phía trước và thăm luôn. Lờ của Dương đặt đây nè. Ây da, Dương thấy có cá tung nha, trong cái lờ có cá tung nè. Cái gì nữa đó, đó. Cái gì cả tung tung nè đó. Ý dạ, một con lươn, một con lươn, một con cá lóc nha. Quá trời đã rồi. Ý dạ, một con lươn ngon lành, một con cá lóc. Thì nãy Dương biết là có cá hay là không, nên Dương không có lấy cái vỏ vô. Giờ phải đi lấy vô. Đây, con lươn ngon lành luôn á, tầm 200-300 gram. Hôm trước chung quanh đây đặt mà, nhưng mà do trời mưa á, không có đi đặt được nhiều. Đây con lươn nè, con lươn với con cá lóc nè. Rồi mình tiếp tục phải đây nè, cậu ong nè, vừa nó quýnh vô cái giò, cái hai xưng đi không nổi luôn. Mình thấy né này thấy ngon quá, thì đặt một cái nè. Lờ của Dương kìa, cái này này đây không có cá, cuốn luôn này. Dùng dòng khu này thì Dương đặt 8 cái, ở trong cái hồ đi cái đầm kia đặt 6 cái nữa là 14 cái. Thì nãy giờ thăm được 2 cái rồi. Lỗ này. Đây nè, có gì ở đây? Hồi ôi ốc không? Hay là ốc bu không á? Nè, không phải bu vàng nha, mà là ốc bu mình đó nha, ốc bu đen nha. Nè, đi sẽ lụm hết luôn. Nè, không có cá mà có ốc không? Còn chục ngốc vậy. Hơn chục con luôn, chục con gì. Sao nó vô dữ vậy ta? Rồi, đây Dương đặt cái lò này lại chỗ cũ luôn. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi vòng ở bên kia nha. Cái gì vậy? À, cá cua biển nha, nè. Ô, này còn cá cua biển bự nè, cua bự nè. Dạ, mình sẽ bắt mấy con cá cua biển này luôn nha. Cái hồ này như không có lóc hay sao? Nè. Giờ cá cua biển thì ít thấy lắm.
Đây mình để cái giỏ đây đi. Có cá không lấy theo cho nó mệt. Cái cá gì chết. À chả có cá lóc nha. Nhưng phải có con cá lóc trong đây. Wow. Nè. Một con. Wow. Một con cá lóc. Sẽ bá bự luôn. Rồi thì người ta cái lợn là lấy nước nè. Ồ, mình tiếp tục thôi. Ăn nước 2 nữ. Cái hồ này bự lắm. Thì có người ta câu cá bên kia kìa. Đây là thằng đạt, cái này có gì nha. Đó. Cá lóc nha. Đây, con cá lóc bị khá khá đó. Cái lóc đen không được mập không nè. Wow, cũng được đi. Rồi, để mình đặt cái lợn này lại nha. Rồi mình tiếp tục thôi. Cái bài dung có hơn nè. Thầy có đẹp lắm nhỉ vậy. Cái gì kỳ dục thống như vậy. Cá sặc không. Rồi.
đây thì đây là cái thành quả mình thăm 8 cái lờ nè, 3 con cá lóc một lương nha, 23 cá rô biển. Còn cái này thì mình cuốn không có, mình cuốn nè. Giờ mình sẽ chạy vô xích trong chứ, chạy vòng vòng hồi Dương cũng tới trong cái bãi lờ ở trong này rồi nha. Thì ở trong này Dương còn 6 cái lờ nữa, ở dưới đường suối này Dương đã có con cái thôi, còn lại thì ở bên cái đám biển biển mình đó. Thì Dương xuống thăm cái lờ này luôn, nếu mà không có cá Dương cuốn luôn nha. Này nước cạn quá rồi, hồi bữa mưa nhiều quá, nước ngấp ngập luôn, giờ hôm nay nước cạn rồi, nếu có cá mắm luôn đây. Không có khí khô gì luôn, thôi cuốn luôn đi. Rồi, đây Dương thăm cái lờ đầu tiên trong này sẽ có không nha. Mình thấy cái lờ có đọng nước nè, không có cá tung rồi, mình thấy cá tung nha. Cái gì đây? Ây da, cá chê nha. Cá chê gì đây? Wow, một con cá lóc, ba con cá chê. Rồi, để mình bắt đi. Cá chê này thì lỡ mỏ hết rồi, là do nó vô mấy ngày rồi đó, 2 ngày rồi. Nhưng đặt nó mưa quá 2 ngày rồi Dương mới đi thăm nè, nên nó tung lỡ mỏ nè. Thì Dương chỉ bắt 2 con cá chê thôi nha, Dương để là một con nhỏ nhỏ này để cho nó làm mồi dẫn dụ mấy con cá khác vô nha. Mình còn 4 cái nữa mình tiếp tục thôi. Đây, thấy cái lò thứ hai rồi nè. Không biết có gì không đây. Mình nhìn thấy cái lò này nó yên ghe, nó khô gan luôn à, chắc không có cá quá. Ý, hay một con cá lóc nữa nha. Cá mà không bự không, cũng nhỏ hả. Dương không biết mấy con cá này mùa khô nó núp ở đâu, nhưng mà mùa nước á thì lại có. Tại vì cái mùa khô á, ở đây nó khô gan à, nó không còn miếng nước luôn á. Dương đi đánh chim này hoài Dương biết cá không được mập, ốm. Rồi để Dương đi đặt lại một cái lờ này nha. Dương tới cái lờ nữa nha, hy vọng cái này dính con bự bự xíu đây, nhưng mà không có dính cá thì Dương sẽ về cái chỗ này đi nha. Dương chút con mé chút, cái lờ khô gan chắc không có cá quá. Ơi bậy rồi, lại có 2 con cá chê nữa nè, nè nhưng con cá lóc như là cái nào cũng có cá luôn đó. Con cá chê này không được bự,
cá lóc cũng không bự luôn. Cái này á là cá chi vàng đó nha, không phải cá chi trắng nha, mũi trắng đó. Cá chi vàng mà nó cá đực á, nó ốm nè. Để dừng giờ xích cho mé xíu coi có cá lóc bự vô không nha. Thì ở trong này 5 cái lời nhưng mà Dương thăm 3 cái thì được có cá, đều có cá hết nha. Không biết còn 2 cái còn lại như thế nào. Thì còn 2 cái lời cuối cùng nha. Đây là thấy cái lời này nè. Thấy cá con gì chứ. Không biết có gì ở đây nha. Dùng con cua. Nhưng lấy con cua làm mồi luôn. Là cái dương này có dương đâu, cái cạn quá, cạn quá cạn này, này không có cạn quá dương, quậy cho nó sâu xuống tí. Hy vọng là bữa sau sẽ có cá nha, mình sẽ đặt lại đây tiếp tục luôn, tại vì không có cá con vô nè. Thì cái lời thứ năm nó cũng đã kết thúc lại cái chuyến đi thăm lời ở trong xe quay của Dương nha. Thì để tí Dương ra tới xe, Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Giờ trong này rừng rú không à, tranh thủ với ra 2 4 5 cá lóc, 1 2 3 con cá chê với một con lương, 3 con cá rùa biển, rồi 14 cái lời của Dương vô đây là cũng chung là cũng ổn đó. Mà thì cái hành trình đi thăm lời trong sân bay của Dương tới đây cũng kết thúc nha. 14 cái mà được như đây nói chung là cũng khá là ổn rồi. Hồi nãy Dương có dời vô trong kia thêm 2 cái nữa đó, trong chỗ 5 cái đó để dời thêm 2 cái nữa. Thì bữa sau mình đi thăm hy vọng là sẽ có cái thành quả. Rồi, Dương tạm biệt cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị video sau Dương đi thăm trong này, Dương sẽ quay tiếp tục.